There's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know. Tới Gravermore, anh em sẽ nhìn thấy bên tay trái này, để vẽ qua đây xem ha. Gravermore bên đây ha. Đi vô mo mua đồ này kia, có gì quay cho anh em xem nha. Hồi nãy tự giờ anh em xem đó là trên đường đi đó. Bên đây khách sạn Bình Đẳng, Eagle khách sạn hôm nay ha. Còn đây là đường sắp tới rồi, quẹo tay trái vô là tới mo đó. Okay, bây giờ vô cửa này nha. Ok, vô tới trong mall rồi nha. Bây giờ đi vô ngay tiệm này để băng ra ngoài tới những chỗ mình muốn đi tới.
cho anh em coi xe ở tiệm luôn ha. Cool. Anh em nhìn thấy con này ớn không? Lucky là nó đồ giả nha, không phải đồ thiệt nha. Buồn ngủ. Còn thiệt nhìn ớn thấy bà luôn. Ok, đầu tiên vô là cái tiệm này nha, tiệm gáp nha. Nó bán kìa 75% ốp kìa, thấy không? Giờ vô tiệm này ha. Rồi đi shop bên xong rồi. Bây giờ vô đây lại chỗ này nè, mua mấy cái bánh mì ăn ha. Đang ở trong mall nha, rất là đông người qua lại. Tiệm bánh mì này cũng nổi tiếng lắm nè. Chuyên môn bán mấy bánh mì ăn chơi đó, bánh mì ngọt ngọt này kia. Tiệm bên đây thì bán nước. Cũng ngon lắm. Bánh mì này là bánh mì có đường này kia, có cinnamon này kia lên trên đó, ăn ngon lắm. Not bad nha. Từ nãy giờ đi vòng vòng đó, bây giờ mới có chỗ ngồi ăn nè ha. Ngay chỗ này. Tiệm này chỗ này, ngồi ăn ở đây. Cái này ngon lắm nha, có cinnamon này ha. Có thêm sugar này kia trong này, hấp dẫn lắm. Anh em coi cái ly này có cái lớn nè. Hãy thiếu à, bán 3.99 không? Rất là ngon. Mời cả nhà nha. Bánh mì cinnamon. Đường. Rất tuyệt. Ok, đây là áo mới mua nha, mua ở trong chỗ mo nè. Còn đây là cái tấm mà mua để mình chải cái kem viền á. Đi vô đó đợi đợi tấm này để chải nhau. Vài bữa nữa đi kem viền mình sẽ tháo ra cho anh em xem luôn. Còn này có bowl để mình mix đồ ăn whatever, rau cải gì đó bỏ trong này. Đôi giày. Đây là đồ bạn mình mua. Rồi xong hết. Chỉ có nhiều thôi đó, đi trong cái tiệm này nè. Cái tiệm ở chỗ này mua chỉ nhiều thôi. Đây là cái cửa đi vô, cái mall đó. Đi vòng xong ăn bánh mì đã đi ra đó. Mua cái này thôi đó. Ok, thôi chào tất cả mọi người nha. Bye bye, gặp sau chân nha. Bye bye.